Con gái 21 năm xa xứ lần đầu về Việt Nam, nhìn giọt nước mắt của cha khiến ai nấy xúc động. Gửi lời quê nhà là những năm tháng thanh xuân phơi phới, cũng như những giọt nước mắt âm thầm vì nỗi nhớ quê hương. Gồng gánh trên vai không ít niềm hy vọng của những người ở lại, người phụ nữ đi biển biệt 21 năm trời chưa một lần về thăm lại quê hương. 21 năm xa xứ, nay cũng đến ngày lá rụng về cội nguồn. Người phụ nữ rụt rè khi bước đến trước cửa nhà, nấn ná vài giây, lấy hết tinh thần rồi mới bước vội vào trong. Ngay khi nhìn thấy bóng dáng con gái thấp thoáng trước mặt, bằng xương, bằng thịt, mặc dù đôi mắt người mẹ đã mờ đi ít nhiều, nhưng cũng nhanh chóng nhận ra con. Hai mẹ con ôm nhau vỡ òa trong nước mắt, 21 năm trời mới tìm lại được hơi ấm của tình mẹ con. Người cha già đã không còn đi lại được, nằm một chỗ, nhưng nước mắt vẫn trực trào trên đôi gò má. Ông vẫn còn minh mẫn, còn nhận ra được con gái đã trở về. Con ơi! Con nhận ra không? Con biết gì mình không? Cảm xúc nối tiếp cảm xúc, cả hai bố con ôm nhau trong niềm thương nỗi nhớ mà đôi tay không khỏi rung lên liên hồi vì xúc động. Cho ông ơi dạy hết. Cái tay này. Ngoài kia tiết trời se sắt, hương Tết nhà đã bắt đầu phảng phất vương lên trên mi, lên tóc, lên trái tim thổn thức, mong mỏi muốn được về nhà của những người con xa quê, đặc biệt là những người con xa xứ. Một vài bình luận được mọi người để lại. 21 năm mới về thăm lại quê hương, may mắn bố mẹ vẫn còn, nhưng có những người thì không may mắn đến thế. Xem mà không cầm nổi nước mắt, cảm xúc này mình đã từng trải qua, 6 năm xa mẹ, xa con, gặp lại nhau mừng mừng tuổi tuổi. Thương quá, chỉ những ai xa xứ mới thấu cảnh này, vì tương lai bỏ cả thanh xuân nơi xứ lạ xa xôi, chỉ mong cho bố mẹ ở nhà luôn bình an, mạnh khỏe mà đợi con về. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.